những cái câu chuyện về Châu Gia Kiệt đúng không? Nhưng mà bây giờ sao Lan? Giờ mình phải nấu cơm thôi anh. Nấu cơm rồi đúng không? Mình nói trước cho bạn nghe. Thì này tháng này tháng mình ăn chay. Mình ăn chay. Cho nên mình nấu đồ chay nha. Thôi trời ơi, tôi đang khoái ăn chay. Đang thức ăn chay. Dạ. Thôi giờ vậy gì nha. Vậy là anh Kiệt nấu đúng không? Anh Kiệt nấu thì giờ em ai sẽ đi theo anh Kiệt. Tôi rất muốn trò chuyện với bác Sanh. Ok. Rồi vậy đi nha. Rồi. Nấu món gì vậy? Anh làm canh chua chay. Anh có phải là người thường xuyên vào bếp không? Anh cũng thích vào bếp lắm. Lâu cái anh hay thích nấu này nấu nọ đồ cho ở nhà ăn uống rồi đó. Có thời gian cũng ba đi đi quân đội á, ba đi đóng quân ở Campuchia. Mẹ thì đi buôn bán ngoài chợ. Ngoài chợ là anh ở không có được sống chung với mẹ mà sống chung với lại dì hai. Thì ở trong một cái vùng sâu vùng xa của trong một cái xã ở Đồng Nai là Long Khánh đó. Thì ở đó thì không có gì ăn hết, lâu lâu thì khoảng chừng một tuần thì mẹ gửi vô cho anh được mấy ký gạo. Từ nhỏ cứ đi học đi bộ, một buổi sáng khoảng 4 giờ sáng học bài xong đi bộ khoảng gần 4 cây số đến 5 cây số đi học tới trường học. Cho nên cái những cái mà tự lập từ hồi nhỏ mình cũng quen rồi. Mình đã có những cái mình đã có những cái mà mình đã cái vốn có giống như vậy rồi. Cho nên là khi bị ba đuổi ra đường ở thì cái cuộc sống giống như là đi nấu mì gói đồ ăn ngoài đường trên ký túc xá thì bây giờ em thấy nó cũng bình thường, không chứ không, không có gì. Cái biến cố của ba xảy ra, anh nhận thấy là mình thay đổi cái điều gì nhiều nhất? Thay đổi nhất là nhiều nhất là tự nhiên cái mình lại có thêm một cái nghề mới nữa. Cái mới là gì? Công việc mới đó là những công việc mà của ba để lại. Thì anh ý lại là thấy ba còn khỏe quá. Ba đẹp trai, chẳng đẹp trai lắm, rất là khỏe mà không nghĩ là ba bệnh như vậy đâu. Cho nên là nó thôi ráng đi hát thì 1-2 năm gì đó đi rồi xong rồi bắt đầu đi tập trung theo ba rồi mình sẽ bớt đi hát lại rồi đi theo ba. Thì ai ngờ đâu là tự nhiên ba ngất ngang vậy đâu. Rồi lúc mà khi ba mất xong rồi tới khi này nọ xong rồi anh mới với một em trai anh là hai anh em mới tập trung vô để xử lý những công việc của ba thì nó khó khăn khủng khiếp. Mà may thật sự là cũng có là mấy chú là mấy bác á, cũng là lúc ba mất thì cũng hứa là thôi để ráng giúp đỡ cho hai đứa con của anh á, để cho nó quen biết công việc để làm. Chứ ngày hôm nay thật sự luôn anh rối, trong đầu anh rối khủng khiếp luôn, giống như chàng cái màn nhện vậy đó. Đến bây giờ thì đã ổn định chưa? Cũng đã ổn bớt. Một người em anh thì nó tiếp thu, nó vô, nó lọt vô vòng thì dễ hơn anh. Tới giờ này thì mình cũng quen được công việc bớt. Bây giờ thì mình quay ngược trở lại quá khứ với cái thời gian đầu khi mà bắt đầu mình có được những cái bài hit, bắt đầu mình ở cái đỉnh cao thì anh có tự nhận xét về mình rằng là lúc đó là mình bỏ quên cái xuất phát điểm của mình đi mà mình lại hưởng thụ những cái mà mình đang có. Thực sự lúc mà đang nằm trên đỉnh cao á thì mọi người hay nhìn lên không mà không ai nhìn xuống đâu. Bên cạnh lúc đó là mình quá nhiều người bu bên cạnh mình đi. Dạ đúng rồi. Cho nên mình hay quên đi những người mà người ta đang ở bên cạnh mình, lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình những cái lúc mà mình sau lưng đó. Anh mất sai lầm một cái là mất đi một cái người bạn đầu tiên mà trong lúc mà mình lang thang ở ngoài đường có người bạn để giúp đỡ mình, giúp đỡ cho mình tất cả mọi thứ luôn để mình được có một cái chỗ đứng ở trong cái đỉnh cao của âm nhạc. Nhưng khi mình tới chỗ đó rồi thì mình nghĩ từ từ thì giải quyết được cái đó, sẽ lập gia đình này nọ đồ. Nhưng mình vô tình mình làm tổn thương một cái người bạn ở bên cạnh mình. Mình cũng nghĩ là mình là người đàn ông mà mình nghĩ mà cái tính mà giống như bất cần của mình thì nó đang giống như đang đổ châm dầu đổ lửa cho mình luôn, đang đứng như nằm trên đỉnh cao mà. Thôi thì muốn đi thì đi thôi. Nhưng mà ngồi nhiều khi nằm suy nghĩ lại thì mình cũng hối hận những cái chuyện mà mình đã làm qua. Ra thì em thấy là cái quan trọng là mình dám đối diện với những gì đã qua. Và biết đâu chính vì ngày xưa nó xảy ra những chuyện như vậy mà nhờ như vậy thì ngày hôm nay anh mới ngộ ra được nhiều điều. Và đó giữ lại cho chúng ta một Châu Gia Kiệt ngày hôm nay rất là điềm đạm, mà lại là một người nấu ăn rất là ngon nữa, đúng không? Anh, em nhớ là có một lần, hình như là trong cái trí nhớ của em là anh đi diễn ở miền Tây có một lần và là anh chạy xe, anh bị tai nạn đúng không? Nay đúng năm 33 tuổi. Dạ. Mới vừa hát Đồng Tháp xong, cái chú làm show á, chú mới hỏi là con ơi, bây giờ 2 giờ này đã 12 giờ rưỡi hơn rồi. Thì chú nói là ở bên đây là
anh Bảo Trung đang kéo cho con đó, cho nên con cố gắng rồi cho tài xế đi nhanh chút xíu đi. Thì trên xe để cho anh tài xế chạy tự do luôn, chạy đi nhanh chút. Anh nằm ở sau cái ghế anh ngồi nghỉ chút. Thì mới vừa ngồi nghỉ ngã ra cái mở mắt ra thấy cái xe hả bay hai vòng lộn mà nhìn thấy đi này xoay xoay bang vô cái đùng vô nhà người ta. Nhà của cái hai cô chú đang nằm ngủ. Sập nguyên cái nhà xuống tới cái giường ngủ của cô chú đang ngủ luôn. Trời ơi. Mà hên dễ sợ lần là hai cô chú đó hả không có đụng tới cái chỗ của cô chú luôn mà sát bên cái giường ngủ của hai cô chú rồi. Mà không có thiệt hại về con người. Thiệt hại thì xe coi như là banh ta lông hết bể kiến, thụng đầu xe rồi vô hết trơn luôn. Mà có tài xế là bị đập cái đầu ra khỏi kiến bùm luôn. Tay coi như là cũng có bị sơ sát này kia rồi cũng nặng lắm. Lúc đó là anh vẫn tiếp tục đi anh qua không cái... còn tinh thần gì hết á. À là coi như là mình báo với bên kia là mình báo là bây giờ con bị tai nạn rồi, cho nên là em sợ quá giờ chắc có lẽ con không tới được đâu. Dạ. Cái bên đó thì chú anh Bảo Trung ảnh mới giới thiệu là nói giờ Kiệt đang bị tai nạn rồi. Thì khán giả ở đó gần 3,000 mấy, gần 4,000 người ta đang xôn xao lên, người ta nghĩ là cái đồ này có thể là quảng cáo xạo không có, cho nên bắt buộc người ta muốn ngồi đợi luôn cho coi thì như thế nào luôn. Thì lúc đó là chú Tường mới nói thôi để được rồi bây giờ để chú cho xe qua, giờ đón qua bên đó con chỉ cần có mặt thôi không hát cũng được, để cho khán giả tin. Mà thật sự luôn là lúc đó là đón anh qua tới là khoảng chừng 1:45 rồi. Mà qua đó thì tay chân đứng cầm cái micro rung vậy nè, mà không nói được, mà ở dưới đó khán giả có nhiều fan thương khóc rừng. Và em nghĩ là để có được cái tên Châu Gia Kiệt ngày hôm nay thì rõ ràng là không thể thiếu một cái người gọi là người ơn của anh để đưa anh vào cái con đường này. Con đường này. Dạ. Thì đối với anh thì ai là cái người để anh có thể mang ơn nhiều nhất trong cái sự nghiệp của mình? Anh mắc nợ giống như là có hai người đó, là bây giờ là sư phụ Nhật Hào đó. Dạ. Là đã từng là giống như đi bụi đời ở ngoài đường để đi. Có lúc ban qua bên nhà của sư phụ ngủ bên bệnh đó nữa. Đó rồi còn một người nữa là mà phải nhớ ơn tới giờ này luôn là nhạc sĩ Bảo Lư. Số Lư và chị Lư Anh là hai vợ chồng là nhạc sĩ, thì cũng là lúc đó tập tành, hai chồng cũng tập tành làm phòng thu, cho nên là lúc mà anh đi ra bụi đời ra ngoài, anh bắt đầu mới làm cái môn đầu tiên thì thật sự là cũng không có tiền để làm, cho nên làm liều đại. Thì anh Bảo Lư á, anh mới nói thôi mày, anh thấy em mà đam mê âm nhạc quá thì anh cũng đang tập tành làm phòng thu, thì hai anh em rồi em lên đây đi rồi anh ráp vô anh làm cho em, thì lúc nào em có tiền thì em gửi cho anh cũng được. Trời ơi, cái thời điểm đó mà nghe được cái câu đó là mừng lắm đúng không anh? Khủng khiếp luôn, năm 2001 á. Dạ. Khủng khiếp luôn, cho nên là cái ơn đó nhớ anh Lư hoài. Rồi đến bây giờ anh trả được cái số tiền thu âm đó chưa? Cũng trả rồi chứ sao mà đưa cái mặt dày mà cái nợ tới giờ. Thật ra thì em hỏi là hỏi anh như vậy thôi, chứ trước khi mà em đến gõ cửa thăm nhà của anh là em cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về anh rồi. Và em cũng có kết bạn với lại anh Bảo Lư. Cho nên là ngày hôm nay em sẽ cho anh một cái điều rất là bất ngờ. Đợi em chút xíu nha. Này, hello anh. Em chào anh, em là MC của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cùng với lại anh Quốc Thuận. Thì hôm nay là hai anh em của em có ghé đến nhà của anh Châu Gia Kiệt để thăm nhà anh Châu Gia Kiệt. Và có nghe anh Châu Gia Kiệt tâm sự về một cái người anh, một người ơn của anh Châu Gia Kiệt để cho anh Châu Gia Kiệt có cái tên tuổi như ngày hôm nay nha. Xin chào sư phụ. Anh ơi, ngày xưa anh nghĩ như thế nào mà anh lại cho anh Châu Gia Kiệt thu album mà thu thiếu vậy anh? Dạ. Anh nhìn thấy cái tài năng của anh ấy. Đó, anh muốn nói gì với anh nói đi. Đây, sẵn đây ở trên đài. Hồi đó giờ cũng vậy thì cũng không có dịp để tâm sự với lại bác Lư. Và thực sự hôm nay trên đài em muốn được tấm lòng của em cảm ơn một người anh cũng như một người thầy của em đã luôn giúp đỡ cho em. Lúc nào cũng nhớ ơn hết đó. Quá xúc động quá, cảm động quá. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả các người. Dạ, em chào anh. Em cảm ơn sư phụ Lư nhiều nha sư phụ ơi. Em đã thỏa mãn về những cái sự chia sẻ của anh trong cái khoảng thời gian 20 năm làm nghề của anh rồi. Và bây giờ thì em rất là nôn nóng được nếm thử món ăn mà anh làm.
Tại vì em đã đói bụng rồi. Bây giờ mình dọn cơm ăn cơm nha. Dọn cơm ăn cơm ha. Okay. Khi mình đi ăn cơm nha. Dạ. Yeah.